Điểm thi GPT tháng 7 năm 2024 của học viên Ricky có tuyệt vời không ạ? Có dự định thi kỳ tháng 12 năm nay tiếp tục không? Có dự định, Đến thời điểm hiện tại thì tôi tin là các bạn đều đã chắc được điểm thi của mình rồi đúng không? Nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất bây giờ mà chúng ta cần trả lời để chúng ta biết điểm xong rồi thì tiếp theo chúng ta cần làm gì, hành động gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi này nhá. Để trả lời câu hỏi rồi thì các bạn cần phải biết mình mong muốn học lộ trình cấp tốc để đỗ luôn cho kỳ tháng 12 năm 2024 hay mình muốn học lộ trình chậm và chắc, học lâu dài để thi mục tiêu kỳ tháng 7 năm 2025. Thì trong video này với những bạn có mục tiêu N3, N2, N1 đều sẽ được sinh viên giải đáp nhé. Đầu tiên với những bạn muốn đỗ luôn trong kỳ tháng 12 năm 2024 thì sinh viên sẽ liệt kê mọi người vào nhóm học cần một lộ trình cấp tốc. Và ở đây thì sinh viên sẽ có những lớp N3 như sau. Sự lựa chọn đầu tiên của mọi người sẽ là lộ trình lớp 90 ngày đỗ N3. Tại đây thì các bạn sẽ được cam kết đỗ chỉ sau một lần thi, lộ trình học tinh gọn, chỉ gói gọn trong 90 ngày và được đội ngũ các sensei trợ giảng đốc thúc, nhắc nhở, giao nhiệm vụ học tập hàng ngày. Thì cho nên là mọi người hoàn toàn có thể theo được khóa học đến cuối cùng, cho dù bạn là người bận rộn hoặc lười học đến đâu. Sự lựa chọn số 2 chính là khóa học 50 ngày luyện đến cấp tốc. Khóa học này sẽ ôn chuyên sâu vào đọc hiểu và nghe hiểu bên cạnh kỹ năng từ vựng và ngữ pháp cho mọi người nhé. Tại đây thì sensei sẽ có đầy đủ các lớp 50 ngày luyện đến chuyên sâu cho các khối N3, N2, N1. Vừa rồi là với các bạn N3, vậy thì các bạn N2 thì sao? Đừng lo nhé, có sensei ở đây. Với các bạn mà muốn mục tiêu đó là đỗ luôn N2 cho kỳ tháng 12 năm 2024 thì mình cũng có cho các bạn 3 lộ trình học. Lộ trình học thứ nhất sẽ là lớp N2 tích hợp xuất phát sớm cam kết đỗ cho kỳ tháng 12 năm 2024. Thứ hai là lớp tổng ôn kiến thức N2 chuyên sâu đọc và nghe cho các bạn nào chỉ muốn tổng ôn lại mà không muốn học N2 lại từ đầu. Sự lựa chọn số 3 sẽ là lớp 50 ngày luyện đề chuyên sâu N2 với lộ trình học 1,5 tháng. Cuối cùng thì không thể bỏ quên những bạn học viên N1 yêu quý của sensei. Với các bạn N1 mà muốn phục thù lại cho kỳ tháng 12 năm 2024, mình đã học N1 và ôn N1 rất nhiều, thi nhiều lần rồi nhưng mà vẫn trượt. Vậy thì các bạn có thể tham khảo lộ trình học của lớp N1 chuyên sâu đọc hiểu, nghe hiểu và từ vựng cho kỳ tháng 12 năm 2024 nhé. Lớp học này tại đây thì sensei sẽ khắc phục những lỗi sai của mọi người trong rất nhiều lần thi trước. Tại sao các bạn lại trượt, phân tích rõ lý do, đưa ra giải pháp, đồng thời quan trọng đó là khắc phục điểm đọc hiểu, bởi vì ở N1 thì rất là nhiều bạn liệt đọc và luôn luôn mắc phải một vấn đề kinh điển, đấy là cháy giờ khi làm bài đọc bởi vì tốc độ đọc của mọi người chưa nhanh. Vậy liều thuốc cho vấn đề này là gì sẽ được các sensei trực tiếp bật mí trong lộ trình N1 chuyên sâu đọc và nghe, hay còn biết đến dưới một tên gọi là lớp N1 tai sắc cự. Và đó là những sự lựa chọn về lộ trình học cấp tốc cho các bạn. Thế còn những bạn muốn học chậm, chắc, học lâu dài để thi kỳ tháng 7 năm 2025, không hề có áp lực phải thi luôn trong kỳ tháng 12 thì sao? Tại đây thì sensei sẽ giới thiệu cho mọi người lộ trình học lớp tích hợp xuất phát sớm cam kết đỗ cho các level N3, N2, N1 và các bạn đều sẽ được cam kết đỗ chỉ sau một lần thi duy nhất. Một đặc trưng về lớp tích hợp xuất phát sớm cam kết đỗ này của Ricky đấy là các bạn sẽ được dự đoán tỷ lệ đỗ sau mỗi một bài kiểm tra định kỳ hàng tuần và đặc biệt là sẽ có hệ thống 6 kèm 1, 6 giáo viên hỗ trợ chăm sóc kèm đọc cho một học viên để đảm bảo tỷ lệ đầu vào cho các bạn. Cuối cùng, trước khi kết thúc video ngắn này thì mọi người đừng bỏ quên chuỗi livestream định hướng biết điểm thi sau, bạn nên làm gì, đâu là lộ trình học phù hợp với bạn và bạn thật sự phù hợp với một lớp học như thế nào. Tất cả những câu hỏi này sẽ được sensei giải đáp trong chuỗi livestream định hướng sau khi biết điểm thi diễn ra trong tuần này tại fanpage của Ricky Online và Ricky Nihongo. Mình sẽ để thông tin chi tiết ở trên màn hình, mọi người có thể chụp ảnh màn hình lại và đúng khung giờ đó thì vào livestream để tương tác trực tiếp cùng với sensei nhá. Tất tần tật những câu hỏi của mọi người liên quan đến khóa đào tạo giáo viên, business, lấy chứng chỉ BJT, học tay hoa phải làm như thế nào sẽ được sensei giải đáp chi tiết tường tận trong chuỗi livestream này. Và đừng quên là với tất cả các bạn thi xong một thi này rồi, biết điểm rồi thì dù các bạn đỗ hay trượt thì Ricky đều tri ân mọi người với phần thả điểm nhận quà. Cho nên là mình sẽ để đường link ở phía dưới. Các bạn chỉ cần comment RK sẽ nhận được đường link này, tham gia hái động cũng như vô vàn phần quà của Ricky đang đón chờ cho các bạn. Tri ân mọi người sau một mùa GPT vất vả nên biết đâu vận may lại mỉm cười với mình đúng không? Đừng ngần ngại tham gia trò chơi này nhé. Và sẽ hẹn gặp lại mọi người trên chuỗi livestream cũng như trong những lớp học của Ricky trong mùa tới. Chào tạm biệt.